mời thí sinh tiếp theo. Và cùng quý vị khán giả. Con tự giới thiệu về mình. Con tên là Phạm Trà My. Tên ở nhà của con là Mimi. Hôm nay con được 5 tuổi. Con học lớp lá. Nhà con ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Quang Vinh. Con có thể nhảy được. Con có thể nói là cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam. Mẹ con là người Bắc, ba con là người Trung, còn con là người Nam thì người ta thường gọi là Bắc Trung Nam. Một màn chào sân ấn tượng. Con rất là chuẩn bị rất là kỹ. Ai dẫn con tới đây? Dạ ba mẹ. Ai xúi con đi thi? Dạ con thích đi thi ạ. Con coi chương trình từ năm nào mà con thích cái chương trình này mà con kêu mẹ dẫn con đi thi? Con coi lúc con mấy tuổi á? Dạ, con coi cái chương trình này nè, lúc con mấy tuổi? Dạ từ lúc con cũng 5 tuổi luôn. À mới coi hôm qua. Hôm nay con chuẩn bị mấy tiểu phẩm? Dạ thì Đã con tí nữa con thi, con vừa hỏi mẹ con thi rồi không biết. Mẹ con là người chỉ cho con diễn hả? Dạ. Sau lưng có một người đàn bà bí ẩn nữa. Mẹ con chỉ con thi hay là con tự biết để mà con thi? Dạ. Cái tiểu phẩm này là con tự tập hay là mẹ con chỉ con tập? Dạ ba con viết kịch bản, lời suy nghĩ kịch bản, còn mẹ thì mẹ luyện, còn ba mẹ thì ba mẹ duyệt ạ. Gia đình con phân công đồng đều quá ha. Gia đình là có phân công lao động rõ ràng. Ok được. Ba viết mẹ tập, ba mẹ viết. Ai là người coi? Dạ tất cả mọi người đưa con đi coi. Ông của con rồi chị Bí, chị Bầu, rồi bà Bá, rồi ba, rồi mẹ, rồi bác Toàn, rồi ai cũng coi con thi hết à. Con rủ hết sớm đi qua đây chưa? Dạ rồi ạ. Rồi ok. Hay quá. Rồi làm sao con nhớ được? Con biết đọc chữ chưa? Con nhìn con đọc được chữ chưa? Con chưa biết chữ ạ. Rồi cái này là số mấy? Chú đó đâu phải là chữ đâu đó, mà đó là số mà chú. Nhưng mà con biết chưa? Con biết đọc chưa? Dạ con biết đọc rồi. Từ con cái đó thì ai chẳng biết đọc cho hỏi lão. Hỏi chi, cho con nhỏ dặn dẹo gì không biết nữa. Bây giờ ý là chú Giang hỏi con cái con số này nhiều là tiền, số mấy? Nhiêu tiền này, nhiêu tiền biết không, biết nhiêu tiền không? Dạ 20 triệu đồng. Cái này có 2 triệu thôi. 20 triệu là cái khác, 20 triệu là cái này nè, là phải qua tới vòng 4 mới có. Cái vòng 3 mới có. Còn lạ khác ha. Khác à. Rồi thôi bây giờ thi nha. Dạ. Ok. Rồi con có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, buồn quá. Chú Trấn Thành ơi, chú Trấn Thành có thấy con dễ thương không? Có. Vậy chú Trấn Thành hôn con một cái đi. Được. Ôi trời ơi, giờ nay mà ai gọi điện thoại vậy trời. Alo, em Tiếp Thị hả? Em gọi chị có việc gì không? Em quảng cáo tóc mọc tóc hả? Chị không có nhu cầu, chị nhiều tóc rồi. Em lên gặp ông Trấn Luật đằng sau chị ổng mua đi. Ổng đang bị thiếu tóc á. Thôi lên, tiếp luôn, nói luôn, nói tiếp. Cái khác. Em là cô bé bà Sim. Em lạnh quá, em nóng. Hồi nãy xém cười. Tại vì cái chuyện mà tóc của chú Luật thì nhiều người nói quá rồi.
nên chú Thành biết rồi, nên nó hơi uổng thôi, chứ còn ngoài ra con làm dễ thương lắm. Tặng chú Thành thêm cái đi, nãy giờ coi như mình thua rồi, nhưng mà không sao đúng không, chơi cho vui mà con ha. Bây giờ con có thể tặng chú Thành cái mà con sắp sửa diễn nữa được không? Dạ. Cái mà con, nếu mà con vô vòng trong con sẽ diễn á, giờ con tặng không cho chú Thành được không? Dạ luôn. Rồi diễn thử nha. Rồi. Em là cô bé bán sim, em lạnh quá, em đói quá, em đốt một que sim. À, bố đã về, em đốt hai que sim. À, mẹ đã về, em đốt ba que sim. À, 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 cháy nhà. Alo, chị tổng đài đó hả? Chị tổng đài. Chị tổng đài ơi, cho em một chiếc taxi đến trường quay khách Thích Sang Hà đi chị. Em thi nãy giờ mà người ta không có cười, chắc em rớt rồi đó, chắc là em không có tiền trả. Chị nhớ nói với chị taxi là cho em thiếu tiền nha. Sang năm em thi lại, nếu đậu thì em có tiền em trả. Thank you Vinamilk. Thì vui nhẹ thôi nha. Nhưng mà hôm nay là chú Thành rất là cảm ơn con, tại vì con đến đây là cái tinh thần của con rất là dễ thương. Cái tinh thần con mang đến là một cái năng lượng tích cực cho cả trường quay, họ đều cảm thấy thú vị ha. Và chú Thành hy vọng là con học thiệt là giỏi nha, là luôn luôn yêu đời, luôn luôn hoạt bát như vậy nha. Chú Vĩnh Thành, chú Trần Giang nghe con nói nè, những người mà con chưa gặp đó, con chỉ nhận thấy trên TV thôi, mà lần đầu tiên con gặp trên đời thì con rất là thích. Ai? Con thích ai? Những người con chưa biết là con coi trên TV, con chỉ từng nhìn thấy trên TV thôi, con không nhìn thấy trên đời này được. Ở bên đây con nhìn thấy ai rồi? Dạ chú Trấn Thành, với lại chú Trần Giang, với lại chú Tiến Giật, với lại tất cả mọi người ở đây ạ. À. À, con nhìn thấy trên đời được phải không? Dạ con thấy có khác gì so với TV không? Dạ con thấy khác, như hôm bữa con đi lên chiêu con tổng duyệt. Nó khác tại vì ở đây có đông người hơn nhiều. Không, ý là chú Thành hỏi là chú Thành, chú Giang và chú Luật có khác so với là con coi trên TV không? Đẹp hơn dạ, hay xấu hơn? Dạ khác, nhưng mà vẫn mặc đồ thôi chứ mặc thì phải đồ mặc khác. Đồ chứ không lẽ không mặc đồ thì mặc đồ khác à? Trên TV mặc đồ khác, hôm nay mặc đồ khác. Cảm rồi gái. Cảm ơn con nha, vỗ tay cho con anh cái nè. Bye bye. Bên này đi, bên này rồi phải. Cái gì vậy? Bên này con ơi, đi bên này.